Như quý khách đã từng xem những lần giới thiệu sản phẩm của công ty nội thất Sơn Đông thì quý anh chị cũng có thể thấy được những bộ bàn ghế mang những cái họa tiết khác nhau như thế này đây. Đó, thì quý anh chị có thể thấy những cái họa tiết này chạm rất là đẹp, nhưng mà cái ý nghĩa bên trong những họa tiết này mà những người nghệ nhân cũng như là Sơn Đông muốn mang lại cho quý anh chị khi quý anh chị sở hữu bộ sản phẩm như thế này là thế nào, thì ngay sau đây em sẽ mời mọi người cùng đi đến video tìm hiểu về ý nghĩa của những nét chạm trên những bộ bàn ghế này nhé. Nghệ thuật tạo hình trong dân gian Việt Nam là vô cùng đa dạng và phong phú. Dưới bàn tay tài hoa và khối óc sáng tạo của những người nghệ nhân Sơn Đông, từng đường nét, hình vẽ dần dần được hình thành và được trau chuốt tỉ mỉ, tạo nên các công trình tác phẩm điêu khắc mang tính nghệ thuật, được áp dụng vào mọi mặt của đời sống xã hội, từ xây dựng, thiết kế nhà ở, đền thờ, các đình chùa làng miếu, từ các vật dụng thờ cúng mang tính chất thiêng liêng. Cũng như vậy, những họa tiết chạm trổ trên bàn ghế là vô cùng đa dạng. Và ngay sau đây là những họa tiết chúng ta thường gặp trên bàn ghế. Sau đây là họa tiết chạm đào quốc văn xuất hiện trong thần thoại Trung Quốc ở vườn cây của Tây Vương Mẫu. Đầu tiên là một vật phẩm mang đến bình an, trường sinh của người ăn nó. Trong phong thủy, cây đào mang ý nghĩa biểu tượng sâu rộng từ cành lá đến hoa quả. Cây đào là thần thụ tiên mộc, có khả năng áp chế tà khí. Cây đào xum xuê đầy quả, đầy lộc là tượng trưng cho sức khỏe, an lành đến gia đình. Quả đào là biểu tượng của mùa xuân, của tuổi trẻ, của hồng nhan. Bài trí các vật phẩm đào phong thủy trong phòng riêng sẽ mang lại may mắn cho con đường tình duyên của gia chủ. Đồng thời, đào còn được tượng trưng cho tuổi thọ lâu dài, cho gia đình luôn khỏe mạnh, tránh đi bệnh tật, tai ương. Tiếp theo là hoa văn chạm tứ linh. Tứ linh được xem là bốn linh vật. Long lăng quy phụng đại diện cho bốn vị thần ở bốn phương là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước. Theo văn hóa Trung Quốc, trong đó mọi loài linh vật đều mang một ý nghĩa cũng như là phong thủy riêng. Những linh vật thường được chạm trổ chi tiết ở trên những phần mặt bàn của những bộ bàn ghế vô cùng là sinh động. Tứ linh tượng trưng cho sức mạnh của thiên nhiên trời đất, đại diện cho bốn nguyên tố chính, đó chính là nước, lửa, đất và gió. Tứ linh được sử dụng trong chạm khắc phổ biến của các công trình kiến trúc bởi đời sống của người Việt Nam với mong muốn mang đến sự may mắn, tốt lành, thuận lợi trong cuộc sống của gia chủ. Kế đến là biểu tượng con nghê. Nghê còn được gọi là ngao, là động vật thần thoại trong văn hóa Việt Nam, được biến thể từ sư tử và chó dữ. Nghê là linh vật bản địa hóa, được người Việt Nam sáng tạo và nâng tầm ngang hàng với tứ linh, có khả năng canh giữ về mặt tinh thần, chống lại tà ma ác quỷ. Hình tượng linh vật nghê được chạm trổ khắp các kiến trúc như là cung đình, làng miếu, cổng làng, đến cả các đồ dùng tế lễ, đồ nội thất để canh giữ, mang lại bình an cho gia chủ. Hình ảnh nghê được tạo hình vô cùng chi tiết trên những bộ bàn ghế cho phòng khách. Cụ thể như trên màn hình, quý anh chị có thể thấy sản phẩm được chế tác vô cùng tinh xảo với độ hoàn thiện cũng như là chân thực nhất của hình ảnh nghê. Đến với chúng tôi để trải nghiệm ngay những cái sản phẩm được làm thủ công với những đường nét đục chạm vô cùng tinh tế cũng như là chân thực. Vậy là vừa rồi các bạn đã cùng em tìm hiểu xem những cái ý nghĩa bên trong của những họa tiết chạm hoa văn ở trên đồ gỗ rồi. Thì hy vọng đây sẽ là những cái thông tin bổ ích giúp cho quý anh chị lựa chọn được cho ngôi nhà của mình những cái món nội thất với hoa văn chạm trổ vô cùng là phong thủy. Và video đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi. Và hẹn gặp lại tại những video tiếp theo. Mọi chi tiết quý anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0384 816 976, hoặc đến trực tiếp cửa hàng số 99B, đường 32, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.